Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Người dân miền Nam được hưởng tự do, dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam, thế là họ đã dẫn miền Nam xuống bờ vực thẳm. Người bị bắt đi tù cải tạo, người bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước đậm, người bị cướp đoạt tài sản với cái tư tưởng hà khắc của thuyết cộng sản như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam. Đói khổ sợ sệt bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do trên những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương. Họ phải trải qua bao bão tố, phong ba, hải tặc cướp của, hãm hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả. Viễn cảnh hải hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh dày vò cuộc đời của họ. Cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền chở 115 người khởi hành vào tháng 4 năm 1981 để trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển đâm thì gặp hải tặc tấn công hai lần, chúng chia nhau hãm hiếp ngay trên sàn tàu rất mang rợ chưa từng thấy. Chúng còn phá máy và đục bể ghe để thuyền nhưng không thể chạy thoát. Tất cả đàn ông, đàn bà, người nhỏ và thanh niên bị chúng ném xuống khoang ghe, lấy nắp gỗ che lại. Định dùng đến động kín thì được một chiếc tàu của Tây Đức để cứu kịp thời. Câu chuyện có tiêu đề Tượng niệm vì ân nhân ngoài biển Đông, tác giả Nguyễn Thành Nam. Mời quý thính giả lắng nghe. Thẩm thoát kể từ ngày oan nghiệt của tháng tư đen năm nào, nay đã bước vào năm thứ 28, ngọt nghét đã gần 30 năm tụt nhục còn gì. Người xưa từng nói quốc phả gia vong hay được mất là mất tất cả. Càng nghĩ đến càng thậm thị biết bao nhiêu trong thực tế đau buồn này. Ngày gần mất nước, ngày 25 tháng 4 năm 1975, tại Long Bình, thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ và hơn 10 tướng lĩnh, trước mặt hơn 400 sĩ quan cấp trung tá và đại tá đang dự khóa chỉ huy tham mưu cao cấp, đã lớn tiếng hô hào cùng ở lại tự thủ. Chúng ta phải đánh một trận để đời, cho quân sự thế giới nể phục quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi mang về nhà 10 thùng đạn và 3 cái súng sẵn sàng chờ lệnh. Ông bạn tôi đại tá Vinh gọi điện thoại chúng tôi lên chuẩn bị sẵn sàng để khi xe ông xuống tới thì cùng nhau đi tìm cách thoát ra khỏi Việt Nam. Tôi trả lời vì có lệnh tự thủ, tôi bỏ đi sao đành. Sau này gặp lại nhau, anh Vinh cười tôi. Tôi nói mà anh không nghe, cũng may cho anh thoát được qua đây gặp lại nhau. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, chúng tôi đành phải mang súng nạp cho cộng sản và khăn gọi được vào tù. Con trai út của tôi lúc đó mới ra đời không bao lâu, cho nên khi tôi ra tù, con tôi đâu nhận được ra người cha của chính nó. Qua các trại tù từ Nam chỉ Bắc, biết bao nhiêu gian khổ đắng cái dành cho người thua cuộc. Khi trở về nhà, mình mãi tôi bị sưng phù và đã mất đi 24 kg sau nhiều lần vượt biên bị thất bại. Vào tháng 4 năm 1981, tôi và hai con trai liều vượt biên một lần nữa. Trong chuyến đi này, chúng tôi đã bị hải tặc tấn công nhiều lần suýt chết. Sau cùng nhờ tàu cạp Anamer vớt, thuyền trưởng R. Wannick cứu thoát đưa về Đức sinh sống cho đến ngày hôm nay. Thình lình một thông tin bay đến chúng tôi, thuyền trưởng Wannick đã qua đời ngày 24 tháng 12 năm 2002 tại Hamburg và đã làm lễ thủy táng ngoài biển.
Tôi vô thắp nén hương tưởng niệm người quá cố, ngồi trong ngắm hồi tưởng lại những kỷ niệm đau buồn hơn 20 năm về trước. Tôi xin được trích lại vài đoạn trong bài viết chuyển đi định mệnh của tôi, viết riêng tặng cho ủy ban các anime vì có liên quan đến thuyền trưởng Quang Ninh. Ghé tiếp tục chạy đến ngày thứ hai thì gặp tàu hải tặc Thái Lan. Họ ra lệnh bắt mọi người leo qua tàu của họ. Màn lục xoát mang rỡ bắt đầu. Vàng bạc đồng hồ nữ trang bị trấn lột. Các cô gái bị dồn riêng ra phía sau tàu. Các cậu thanh niên thì bị lùa xuống ghe và cho tàu thòng dây kéo xa mười mấy mét. Người già người nhỏ bị giam giữ trước bóng tàu. Có tấm bạc che nắng. Chợt thấy trên sàn tàu có hai chiếc chiếu bỏ lại. Tôi gàn hỏi bọn hải tặc Thái thì chúng cho hay đó là hai xác người mà chúng sắp quăng xuống biển nhằm lúc gặp ghét chúng tôi. Nhưng lúc chúng chưa kịp làm tôi lật đật để dỡ chiếu thì ra hai cô gái Việt Nam. Máu me đầy mình, tôi rờ thấy thân xác còn nóng nhưng không còn phản ứng gì nữa. Tôi kêu gọi đồng bào đưa cho tôi dầu nóng và nhờ anh bác sĩ quân y Nguyễn Trung Tiến, hiện đang ở Montreal, Canada, giúp một tay cứu hai cô gái. Chúng tôi thấy phiên nhau cào giỏ xoa bọc dầu cho hai cô. Hồi lâu hai cô bắt đầu tỉnh lại. Chúng tôi dìu hai cô ra phía trước để mọi người chăm sóc. Tôi nói nhỏ với hai cô rằng phải tiếp tục giả đau để tránh cảnh hãm hiếp. Hai cô kể rằng cách đây mấy hôm, các cô cùng với 20 người trên chiếc ghe nhỏ đã bị bọn hải tặc này chừng bắt. Sau khi lấy hết tiền vật vàng bạc thì chúng thả ghe đi, chỉ giữ hai cô lại. Nay may mắn được chúng tôi cứu sống, hai cô mong muốn tôi nhận làm công nuôi. Hai cô còn cho biết khi còn ở Sài Gòn, hai cô đang học đại học sư phạm. Sau khi phạt đồ ăn thức uống cho chúng tôi, màn hạp hiệp sơ khởi bắt đầu. Bọn hải tặc bắt ba cô gái tắm rửa và đánh răng sạch sẽ bằng nước ngọt được chứa trong các thùng ni lông lớn để dọc theo hông tàu. Sau đó các cô bị chúng lùa lên cabin tàu. Mọi người trên bóng trước mũi tàu đều không cầm được nước mắt, thấy chúng tôi khóc lóc thảm thiết. Một trong ba cô gái xin bọn cướp cho xuống lại và nói với chúng tôi rằng bác Sáu và bà con đừng buồn, ông cũng là phần an bài. Tôi có hy sinh để cứu tất cả mọi người trên ghe, làm ai ai cũng nước mắt tuôn trào. Hơn một tiếng sau mới được thả ra. Cùng cô gái ấy đứng trên cabin đưa tay vậy vậy: bác Sáu ơi, không có gì xảy ra hết trơn. Mọi người càng khóc nhiều hơn vì biết cô nói vậy để chúng tôi an lòng. Nhớ lại lúc bọn cướp lục soát lấy vàng bạc, chúng tịch thu luôn cả các cặp mắt kiếm của mọi người. Tôi mới bào gan xin lên gặp tên đầu sọ để xin lại vì có vài đồng bào từng thị nặng không thể đường. Tên này đồng ý, nhưng riêng cặp mắt kính của tôi thì hẳn giữ lại làm kỷ niệm. Vì tuổi tác hẳn ta cỡ bằng tôi nên cũng đeo kiện lạc như tôi. Tôi đến bọn cướp vô mọi người vào khoang giữa, kẻ ngồi người nằm la liệt. Nhìn chung quanh chúng tôi thấy đồ chừng mười mấy chiếc tàu khác tập trung chung quanh chiếc tàu lớn đang giam giữ chúng tôi. Tất cả đều có gắn hệ thống radar, đèn điện sáng choang. Lũ cướp tràn lên bóng tìm gại, miệng la lúp lúp. Sau này tôi mới biết tiền thải có nghĩa là đứng dậy đi. Mọi người hốt hoảng tìm cách che chở cho cả cô. Đây đỏ tiếng cầu cứu, làm ơn ôm lại giùm chị tôi hoặc con gái tôi. Vì nghĩ rằng làm vậy bọn cướp tượng vợ chồng sẽ không bắt giữ đi. Ngồi gần bên cha con tôi có một cô gái rất đẹp. Tôi cởi áo khoác mặt cho cô ta, đưa nón cho cô ta đội giả trai, dùng mực viết bích bôi lên mặt và đề nghị cô cạo luôn cặp lông mày để làm xấu. May ra mà thoát thân được, nhưng cô nhất định không chịu. Trên tàu lúc 7 giờ lộn xộn kinh khủng,
bọn cướp rồi đang biến tìm gãi. Tiếng lá ỏ nạc nổ, tiếng in ỏi vang trời. Cô gái ngồi kể tôi bị lôi đi không một cách gì giữ lại được. Có một trường hợp hy hữu, một bà có đứa con gái bị bắt đi, bà kêu la thảm thiết và ngồi bẹp xuống sàn tàu, chắp tay lại lia lịa, làm bọn cướp động lòng buông tha cô gái. Tôi nghĩ có lẽ nhân tại theo Phật giáo nên mỗi lần bà ta lại chúng điều tránh né và lòng từ tâm của đạo Phật làm chúng nó thức tỉnh trong giây phút. Trong lúc bọn quỷ dữ lôi cả cô gái đi thì có một cô vị của Phật quốc dùng mình định phóng xuống biển tự vẫn. May thay của người nhanh tay níu cô ta lại kịp. Mấy cô gái bất hạnh bị chúng đưa qua các tàu khác luân phiên cưỡng hiếp. Đến gần sáng mọi tù hồi về là chiếc tàu lớn. Thảm cảnh đau lòng này tiếp diễn ròng rã 3 ngày 3 đêm. Đồng bào cùng ghe mới yêu cầu tôi đứng ra điều đình với bọn cướp, vì ông giáo sư người đại diện cho ghe chúng tôi không dám mở môi nổi năng tiện nào. Tôi định gặp tinh chỉ huy, hẳn tên là Ác Tạ. Tôi trình bày tình cảnh những tị nạn vì không soạn nổi gì chế độ độc ác của Việt Cộng nên phải tìm đường vượt biển tìm tự do. Để làm vui lòng hẳn, tôi cũng cảm ơn chúng đã cung cấp thức ăn nước uống đầy đủ trong mấy ngày qua, và cầu xin hẳn vì lòng nhân đạo của con nhà Phật hãy vui lòng trả ghe và thả chúng tôi đi. Hẳn mời tôi ngồi, đưa cho tôi lon bia hiệu ham ướp lạnh và gọi thuốc Smith, rồi cười cười nói: bọn chúng tôi không phải là hải tặc thử thiệt, chứ nếu không thể nào chúng tôi cũng dứt vài mạng để thì oai. Ông ngồi đây uống bia hút thuốc để tôi lo liệu cho. Việc đến đây đầu óc tôi vẫn còn dao động, vì tôi đâu có quyền lực gì để thuyết phục cho tên tử cướp này siêu lòng. Có chăng là nhờ ơn tên phù trợ, số đó bọn chúng cho chúng tôi lương thực, được uống dầu mẩy và thả tất cả các cô gái về lại ghe với chúng tôi. A Tại tính cầm đầu trả cho tôi tặng hải đồ, hải bàn và chỉ dừng hướng đi. Khi bắt tay từ biệt, tôi nói vài lời cảm ơn và xin hẳn địa chỉ để số này viết thơ cảm ơn. Hẳn cười lớn: bọn tôi quanh năm sống trên biển thì làm gì có địa chỉ. Chúc các anh đi bình an và có chừng gặp hải tặc thử thiệp. Ghé chúng tôi tắt hết đèn đỏm và mở hết tốc lực chạy ra xa bọn thải càng nhanh càng tốt, vì sợ bọn chúng đổi ý, và nhất là còn một chiếc tàu đang cố ý đuổi theo sau. Trên biển trời tối đen như mực, chúng tôi nghe như có tiếng máy bay trực thăng lạc vạc trên không trung. Sáng ngày hôm sau, tức là ngày 26 tháng 4 năm 1981, rồi thay chúng tôi lại gặp bọn hải tặc khác. Bọn này rất hung dữ, mặt mày vẽ rằng ri ghê tởm, đứa cầm dao, đứa tay súng, ào ạt nhảy qua ghe lục soát tiền bạc vòng vàng. Cả cô gái bị bọn chúng lôi sang tàu của chúng thay nhau hạp hiếp. Ngay trên sàn tàu rất mang rợ chưa từng thấy, chúng còn phá máy và đục bệ ghe để chúng tôi không thể chạy thoát thân. Tất cả đàn ông, đàn bà, người nhỏ và cả thanh niên bị chúng ném xuống khoang ghe, lại nắp gỗ che lại định dùng đinh động kín. Trong lúc thập tự nhất sinh thì đám hải tặc bọc xôn xao lo sợ hoảng hốt, mắt lom lõm về phía xa xa. Từ lúc bọn chúng đang hoang mang và đang đợi dây buộc tàu để bỏ chạy, một số thanh niên liều mạng nhảy sát tàu chúng, ập bồng cả cô gái mang về lại ghe. Bọn hải tặc mở hết tốc lực tàu thoát, chỉ trong phút chốc là mất dạng. Tình trạng trên ghe chúng tới lúc 7 giờ rất thảm nạn. Cả cô gái mẫu mé đầy mình đi đứng không nổi, mấy ghe bị phá hư hoàn toàn, lòng ghe bị đuôi hải tặc đục bệ, nước tràn vô tạc ra không kịp. Tình trạng thật là bi đát. Tiếng niệm Phật, niệm hồng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, tiếng đọc kinh cầu nguyện vang động. Mọi người chuẩn bị tinh thần, một khi ghé chìm thì mạnh ai nảy lồi lo mạng sẵn. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì trên mặt biển hiện ra một chiếc tàu thật lớn đắp rẽ sóng phăng phăng chạy tới. Chúng tôi ai ai cũng hoang mang,
Người thì lo hạ tặc lần nữa, người thì sợ bị tàu Việt Cộng hay các nước cộng sản, vợ thì cũng tiêu đời trong lao tù. Tàu đến gần, chúng tôi quả đội vui mừng khi nghe được tiếng loa kêu gọi đồng bào trên ghe hãy an tâm ngồi yên. Đây là tàu tới Đức đi vượt người vượt biên. Tiếng loa được anh Phương thông dịch trên tàu các Anamer lặp đi lặp lại nhiều lần. Thang dây được bỏ xuống để chúng tôi leo lên. Riêng cả cô gái bị nạn thì phải dùng trục câu hàng kéo nâng lên vì bị thương quá nặng. Thuyền trưởng quanh mít ra lệnh đưa cả cô gái vào phòng cấp cứu, còn những người khác thì được hướng dẫn xuống hầm tàu. Nơi đây đồ ăn thức uống và những tấm nệm đã được chú đảo sắp soạn sẵn sàng. Bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao đảo cướp biển bỗng nhiên bỏ chạy nhau nhạo, bởi vì chúng đã thấy tàu các Panama đến và tiếng máy bay trực thăng đêm tối hôm qua là cùng của tàu các Panama bay đi tìm ghe vượt biên. Tôi leo trên bóng tàu nhìn lại gần cuối cùng chiếc ghe ụp ẹp chiều dài chỉ độ 13 mét đã cứ mang chúng tôi lên đinh trên biển hơn một tuần qua. Chiếc ghe lắc lư vài lần như muốn nói lời từ giã rồi chìm hẳn. Bất giác tôi giơ tay lên chào vịnh biệt, nước mắt lưng tròng. Lên tàu tôi mới biết được tổng số người đi trên ghe cả thảy là 115 người, kể cả hai cô gái được cứu sống. Và tọa độ của chiếc ghe chúng tôi khi được vớt là 820N/103-01E. Mấy ngày trước đó, tàu cảng Anamơ đã vớt được 5 ghe gồm 308 người. Ghe chúng tôi là ghe thứ 6 và chuyển vớt ngày thứ 20, nên được mang tên là cảng Anamơ 20/423. Sau đó tàu cảng Anamơ ghé vào cảng Singapore để lấy thêm nhiên liệu và thực phẩm rồi trực chỉ về hướng quần đảo Philippines. Ngày 10/5/1981, tàu cập bến Palawan. Trên bờ đồng bào tị nạn cùng với ban đại diện, các đoàn thể tiếp đón rất trọng thể. Cờ vàng bắt sọc được dương cao phất phới bay làm cho ai nấy điều xúc động mạnh liệt. Tình hình tại trại tị nạn Vietnamese Refugee Camp tại Palawan lúc 7 giờ rất hỗn độn, những cuộc đánh lộn chém nhau xảy ra rất thường. Ban đại diện trại nhiệm kỳ 7 làm việc không xuể với trên dưới 10.000 đồng bào tị nạn. Tôi tiếp tay với các anh em làm nhiều với niềm ước mong đóng góp chút công sức để duy trì trật tự trại một phần nào. Đầu tuần sau, ban đại diện trại mặc nhiệm kỳ và tổ chức bầu cử ban lãnh đạo nhiệm kỳ 8. Đồng bào trong trại ký tên đề cử tôi làm ứng cử viên, mặc dù tôi có từ chối rút tên cũng không được. Kết quả tôi đắc cử với chức vụ chủ tịch trung tâm người Việt tị nạn Palawan, kiêm chủ tịch hội đồng đại diện trại, phó chủ tịch nội vụ kiêm trưởng ban điều hành trại là anh trung tá hải quân Nguyễn Đình Hùng, hiện ở Mỹ. Sau khi anh đi định cư thì anh trung tá truyền tin Đặng Văn Phi, hiện ở Mỹ, lên tiếp vị phó chủ tịch ngoại vụ và anh trung ủy chiến tranh chính trị Nguyễn Mạnh Thăng, hiện ở Úc, giám sát điều hành, và trung tá hải quân Ngô Xuân Ý, hiện ở Mỹ. Tôi kêu gọi những người có tâm huyết hãy hiệp sức với chúng tôi để tái lập an ninh trật tự trong trại. Đáp lời kêu gọi có 8 vị trung tá, 2 vị kiến trúc sư và các thiếu tá đại úy ra hợp tác đảm nhiệm các trưởng ban ngành trong ban điều hành nhiệm kỳ 8. Sau một tháng nỗ lực làm việc, trại tị nạn lần hồi được ổn định. Bây giờ nghĩ đến công ơn của tàu cạp Anamơ, tôi thấy cần phải làm gì để đáp ứng nghĩa to lớn này, nên có đề xướng vấn đề này trong cuộc họp hội đồng đại diện trại và được các anh em nhiệt tình ủng hộ. Tôi cho tổ chức ngày cạp Anamơ và một lần tàu đem người vượt biên phủ vớt từ ngoài biển vô trại. Cộng trại được đồng bào trang hoàng đẹp đẽ từ ngoài vào đến văn phòng trung tâm. Những tấm biểu ngữ được kết nối bằng những báo gạo với dòng chữ các Anamơ ứng nhân người tị nạn. Anamơ của tỉnh ngoài biển Đông. Toàn thể hội đồng đại diện và ban điều hành đón phái đoàn ngoài cổng trại. Sau đó tới hướng dẫn thuyền trưởng Wannick đi vào.
Hai bên đường đồng bào mặc áo cặp anamơ, bộ tay hoan hô mừng đón thuyền trưởng và phái đoàn dự lễ chào cờ có quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa màu vàng ba sọc đỏ. Tôi thấy mặt trại tặng quà kỷ niệm gồm một tấm tranh vẽ cặp tàu cặp anamơ đang vượt người vượt biên do một họa sĩ tị nạn vẽ. Kế tiếp là một buổi văn nghệ bỏ túi do cô ca sĩ Như An với ca sĩ Yo Michelle và các bạn trẻ đảm trách, nói lên lòng biết ơn của người Việt Nam vượt biển. Ngày cặp anamơ tổ chức được hai lần thì tôi có tên đi Tây Đức định cư trước khi mãn nhiệm kỳ. Sau hai lần tổ chức này, cặp anamơ đã đem về trại số đồng bào được vượt là 695 và 703 người, con số đông nhất từ trước đến bây giờ. Ông Wang Nick cho biết tàu cặp anamơ khi dò radar không thấy tàu tuần tra của Cộng sản Việt Nam đã liều đi sâu vào hải phận Việt Nam để vớt người tị nạn, cho nên nhiều chiếc ghép vượt biên chưa ra tới hải phận quốc tế đã được cứu và không ghé nào bị hải tặc tấn công. Tới ngày kỷ niệm các vị tị nạn Liên Hợp Quốc, chúng tôi cùng tổ chức mời đại diện các vị tị nạn Liên Hợp Quốc ở Manila cũng như tổ chức cặp anamơ đây để nói lên lòng biết ơn của những tị nạn Việt Nam đối với tổ chức nhân đạo này. Chịu theo luật hàng hải quốc tế thì hành động lái tàu xâm phạm hải phận nước khác là vi phạm rất nghiêm trọng, có thể bị tịch thu tàu, tù giam, phạt tiền hoặc mất bằng thuyền trưởng như chơi. Tôi nghĩ chắc chắn không phải ủy ban cặp anamơ ra lệnh làm như vậy, mà việc đó do ông thuyền trưởng Quan Ních tự ý làm vì lòng từ tâm, lòng nhân đạo thương người tị nạn. Ông ta mới cho tàu chạy sát bờ biển Việt Nam để cứu vớt các ghe vượt biên. Hai chuyện rất khớp của người ấy vẫn được cả thầy 1.398 thuyền nhân tị nạn không ghé nào bị hải tặc tấn công cướp bóc tiền bạc vàng vòng mang theo. Cả cô gái trong hai chuyện này thoát được cảnh hãm hiếp tàn bạo. Hai người đi trong chuyện 695, bà Phạm Thị Kim Hoàng, vợ của tướng Lê Hưng, hiện ở thành phố San Jose, Mỹ, và nhà văn Hà Cẩm Đường, hiện làm mục sư Tin Lành tại San Francisco lúc còn ở trại. Anh hợp tác với các văn nghệ sĩ tị nạn hoàn thành đặc sắc Người Việt Tự Do, tờ báo duy nhất của dân Việt tị nạn tại Palawan Phi Lục Tân, đã kể lại cho tôi nghe. Ghé chúng tôi mới ra khơi độ chừng 3-4 tiếng, nước uống lương thực mang theo vẫn còn nguyên thì được tàu cặp anamơ bắt loa kêu gọi bỏ ghe leo lên tàu. Ngoài ra trong những chuyện khác do thuyền nhân kể lại, thuyền trưởng Quan Nít đã nhiều lần cho tàu rượt theo tàu hải tặc ra lệnh chúng nó phải trả lại các cô gái Việt bị chúng bắt mang theo, nếu không ông sẽ lại tàu ụ chìm. Nhờ vậy tất cả các cô gái đó được trả về tàu an lành. Riêng gia đình chúng tôi lúc vượt biên chỉ có 3 con, bỏ lại vợ và 3 con qua sau. Bây giờ tổng số gồm vợ chồng, con cái, dâu rể, cháu nội, cháu ngoại hiện diện đúng 15 người cấp số nhân 5. Cuộc sống ổn định, nắm được con đã trưởng thành, học hành thành đạt, gia thất yên ổn. Nói lên điều đó để biết cái ơn cứu tử của chiếc tàu cặp anamơ với thuyền trưởng Quang Nít nói riêng và Dr. New Dead cùng với các thành viên trong ủy ban cặp anamơ nói chung, đối với gia đình chúng tôi to lớn biết chừng nào. Bây giờ vị thuyền trưởng hào hùng đầy lòng nhân đạo ấy đã lặng lẽ chia tay về cõi hư vô, nhưng hình bóng của vị ân nhân, vị cứu tinh, của vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn ở biển Đông năm xưa sẽ không bao giờ phải nhòa trong tim của thuyền nhân tị nạn Việt Nam. Thác ơn người đã đi rồi, thuyền nhân vượt biển đời đời nhớ ơn. Ơn sâu nghĩa cả gì hơn, cụ xin Phật Chúa hồng ân độ trì. Sống biển cả, chết về biển cả, thiên thu vĩnh biệt. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền chở 115 người khởi hành vào tháng 4 năm 1981, chạy trốn chế độ Cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì gặp hải tặc tấn công hai lần.
Chúng chia nhau hạp hiếp ngay trên sàn tàu rất mang rợ chưa từng thấy. Chúng còn phá máy và đục bể thuyền để những người thuyền nhưng không thể chạy thoát thân. Tất cả đàn ông, đàn bà, người nhỏ và cả thanh niên bị chúng ném xuống khoang ghe lấy nắp gỗ che lại. Định dùng đến động kín thì được một chiếc tàu Tây Đức đến cứu kịp thời. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.